Chào các bạn, hôm nay thì mình và ekip yêu sẽ thực hiện một bộ ảnh ở phim trường Cherryland và chúng ta sẽ cùng khám phá phim trường này nhé. Và sau lưng mình là một hồ sen, các bạn có thể đến đây chụp sen. Đây là vào mùa hè nên là sen nở khá rộ và đẹp. Ở dưới thì có một con đường mà chúng ta có thể chụp ảnh đây, con đường khá lãng mạn. Đây là một cái mặt sau của Cherryland. Vừa rồi các bạn có thể thấy là có mặt trước rồi đúng không? Với các setup hiện đại thì mặt sau thì khá là cổ. Với các cái setup các bạn có thể mặc áo dài, các bạn cũng có thể là mặc áo bà ba cũng như là mặc những cái trang phục phù hợp với các cái khung cảnh như này. Các bạn hãy cùng mình khám phá nhé.